Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin toàn cảnh thế giới được cập nhật hàng ngày trên kênh The Second Post. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung nổi bật ngay sau đây. Thảo Vy xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, Ukraine thời gian qua nhiều lần tổ chức tập kích vào hạ tầng và khí tài quân sự Nga trên bán đảo Crimea gây thiệt hại nghiêm trọng nổi bật trong số đó là những vụ tấn công căn cứ hạm đội biển đen, nhà máy đóng tàu, làm hư hại tàu hỏa tiễn Ascon vào tháng 11 năm 2023 và đánh chìm tàu đổ bộ Novorossiysk vào tháng 12 năm 2023. Lần gần nhất Kiev công khai nhận trách nhiệm là vụ tập kích sân bay Saki, nơi đóng quân của trung đoàn tiêm kích 43 thuộc không quân nga. Quan chức Ukraine tuyên bố đợt tấn công ngày 5 tháng 1 đã phá hủy hệ thống kiểm soát của đối phương trên bán đảo. Ngoài hậu thuẫn từ mạng lưới tình báo và vệ tinh của phương Tây, những nguồn lực khác giúp Ukraine xác định chính xác mục tiêu sâu trong vùng do quân đội Nga kiểm soát vẫn là ẩn số. Quân đội Ukraine khi lên kế hoạch hành động có thể đã nhận được sự hỗ trợ từ ATES, nhóm thám báo và phản kháng tự phát trên bán đảo Crimea. Giới blogger quân sự Nga cho rằng ATES thực chất không tồn tại và là chiến thuật tuyên truyền của Ukraine, tương tự câu chuyện phi công tiêm kích bóng ma Kiev trong giai đoạn đầu chiến sự. Trong khi đó, truyền thông Nga và Điện Kremlin từng đề cập Ates là nhóm khủng bố, gián tiếp thừa nhận sự tồn tại của tổ chức này. Người phát ngôn mang bí danh Ostap của Trung tâm Phản kháng Quốc gia, trực thuộc lực lượng tác chiến đặc biệt của quân đội Ukraine, khẳng định với BBC rằng Ates không phải chiến dịch tuyên truyền của Kyiv. Ông nói tổ chức này đã cung cấp nhiều thông tin tình báo có giá trị cao cho quân đội Ukraine thời gian qua. Mỗi lần phóng hỏa tiễn Storm Shadow hay pháo hai Mars đều vô cùng tốn kém. Chúng tôi không thể phung phí đạn dược như cách tác chiến của người Nga. Chúng tôi cần một lực lượng xác minh mọi thông tin mình nhận được, Ostap cho biết. Ates có nghĩa là ngọn lửa trong tiếng Tata, cộng đồng thiểu số gốc Turk trên bán đảo Crimea, Mustafa Dzemilev, thủ lĩnh cộng đồng Tata bỏ trốn về Kyiv, nói tổ chức du kích được thành lập vào tháng 9 năm 2022 và khởi nguồn từ phong trào phản kháng ôn hòa sau khi Nga sáp nhập bán đảo vào năm 2014. Các thành viên Atas ẩn mình rất tinh vi, chưa có thành viên nào của Atas bị bắt, nhưng họ đang xâm nhập sâu vào trận địa bố trí phòng thủ tại Crimea để phá hủy nhiều mục tiêu, Dzemilev bình luận vào tháng 7 năm 2023 nhóm tập hợp thành viên là người Tata, người Ukraine và người Nga sống trên bán đảo Crimea, đặt mục tiêu xâm nhập cơ sở quân sự Nga và phá hoại hạ tầng. Trong đầu năm 2023, nhóm từng nhận trách nhiệm một số vụ tấn công nhỏ trên bán đảo như đánh bom chốt kiểm soát, phóng hỏa doanh trại và ám sát quan chức địa phương. Theo tiết lộ từ đại diện Ades, nhóm đã đẩy mạnh theo dõi các động thái quân sự ở Crimea cùng khu vực Nga kiểm soát ở bốn vùng Kherson, Zaporizhia, Donetsk và Luhansk. Họ khẳng định thông tin của mình đã đóng vai trò quan trọng trong một số vụ tập kích lớn trên bán đảo Crimea. Trong đó có hai vụ tập kích tàu ngầm Rostov on và sở chỉ huy hạm đội Biển Đen vào tháng 9 năm 2023, cuộc tấn công tàu đổ bộ Minsk vào tháng 11 năm 2023 và đòn không kích trạm radar ở Yepatoria vào ngày 5 tháng 1. Thành viên Ates mang mật hiệu đặc vụ năm tự nhận mình đang làm việc cho quân đội Nga, nhưng vẫn hợp tác với Ukraine vì không ủng hộ cuộc chiến xâm lược kéo dài hai năm qua. Tôi phải đối mặt với rất nhiều rủi ro. Tôi không muốn ngồi tù, nên nhất cử nhất động đều cần sự tỉnh táo và cẩn trọng. Công việc này không có chỗ cho sai lầm, anh nói. Chiêu mộ quân nhân Nga làm gián điệp không phải nhiệm vụ bất khả thi. Tình báo quân đội Ukraine vào tháng 8 năm 2023 từng dụ hàng thành công một phi công Nga đào tẩu và giao nộp trực thăng Mi-8. ATES vào năm 2023 tuyên bố chương trình hướng dẫn sinh tồn, thực chất là chương trình tuyên truyền chiêu hàng và dụ dỗ phá hoại vũ khí, có hơn 4.000 quân nhân Nga liên hệ. Đặc vụ 2, người tự nhận là thành viên điều phối của ATES và đang ẩn nấp trong vùng Nga kiểm soát phải giấu kín thân phận với cả gia đình mình. Anh nói cơ quan phản gián của Nga đang ráo riết truy lùng mọi tổ chức phản kháng và ATES luôn lo sợ điệp viên Nga trà trộn vào hàng ngũ một thành viên ates nói anh hiểu rõ quay phim quân đội giữa thời chiến là hành động tự sát và anh chắc chắn chịu tội phản bội tổ quốc nếu bị cơ quan an ninh liên bang fsb phát hiện các thành viên làm nhiệm vụ do thám thường truyền thông tin và nhận chỉ thị qua những thành viên làm nhiệm vụ giao liên trong mạng lưới chúng tôi vì vậy không hé lộ kế hoạch và chiến lược cho các thành viên đang chịu nhiều rủi ro bị bắt mỗi thành viên chỉ được quyền biết đúng phần việc của mình đặc vụ hai nói những cuộc giao thám thời gian qua của Ares đang tập trung vào hệ thống phòng không, kho hậu cần, căn cứ quân sự và thay đổi hành quân của Nga. Các thành viên Ares thường dành nhiều tuần để theo dõi mục tiêu, tìm cách xâm nhập, ghi hình ở nhiều vị trí, đánh giá mức độ quan trọng của mục tiêu và các lớp bảo vệ. Andrei Grisenko, cựu sĩ quan hải quân Ukraine từng đóng tại Crimea, đánh giá bán đảo có ý nghĩa chiến lược như hàng không mẫu hạm không thể đánh chìm giữa biển đen và biển Azov giúp Nga khai triển sức mạnh trên toàn khu vực. Hóa lực của Ukraine đã buộc Nga chuyển dần hạm đội biển đen từ Sevastopol về Novorossiysk ở bờ đông eo biển Kerch, qua đó giảm áp lực lên hành lang vận tải qua biển đen do Ukraine bảo hộ. Dù Nga vẫn đang kiểm soát chặt chẽ toàn diện bán đảo, tôi tin rằng chúng tôi đang góp công từng bước đưa Crimea đến mục tiêu buộc Nga rút quân. Một đặc vụ Ates chia sẻ. Thưa quý vị, nếu như ngày hôm qua, mọi thông tin liên quan đến việc lực lượng Ukraine bắn rơi hai máy bay A-50 và IL-22 đều chỉ là tin đồn, thì hôm nay những hình ảnh cũng như hệ quả bên lề đã được xác nhận và kiểm chứng. Phóng viên quân sự Yuri Kotenok đã đăng ảnh máy bay Yuzhin IL-22 của Nga bị bắn rơi trên biển Azov. Bức ảnh mà phóng viên đăng trên kênh Telegram của mình cho thấy những lỗ thủng ở đuôi máy bay quân sự Đánh giá qua bức ảnh, chiếc máy bay vẫn sống sót, nhưng bề mặt cánh và điều khiển của nó có thể đã bị hư hỏng. Thiệt hại nhỏ hơn ở thân máy bay phía sau cũng có thể nhìn thấy được. Hạ cánh máy bay trong tình trạng này chắc chắn là một hành động xứng đáng, Yuri Kotenok Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu người trên chiếc IL-22. Các chuyên gia quân sự cho rằng phi công và phi hành đoàn IL-22 đã hành động kịp thời khi hạ cánh chiếc máy bay bị hư hỏng. IL-22 có lẽ đã được sử dụng làm trạm chỉ huy trên không. Ukraine trước đó cho biết IL-22 của Nga cũng như một máy bay khác là A-50 được cho là đã bị bắn hạ từ hệ thống hỏa tiễn phòng không Patriot. Tướng Valery Zaluzny, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine cũng xác nhận rằng không quân Ukraine đã bắn rơi hai máy bay quan trọng của Nga, gồm một máy bay có hệ thống cảnh báo sớm trên không AWACS và một trạm chỉ huy trên không. Nếu thông tin được xác nhận, thì Trung tướng Oleg Pachela sẽ không phải cô đơn trên đường xuống địa ngục, thưa quý vị. Được biết, trong cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự ở Crimea, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiêu diệt Alexander Chernobyl, phó chỉ huy trung đoàn hàng không tấn công thủy quân lục chiến riêng biệt số 43 của Nga. Anatoly Stefan, sĩ quan lực lượng vũ trang Ukraine còn được biết đến với biệt hiệu Stilic tuyên bố mới đây. Ông Geno Borivi đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Ukraine vào căn cứ không quân Saki vào ngày 6 tháng 1 mới đây. Mặc dù các nguồn tin chính thức của Nga chưa xác nhận về cái chết của ông, nhưng sĩ quan Ukraine Stefan tuyên bố rằng phó chỉ huy trung đoàn hàng không tấn công thuộc lữ đoàn Thứ quân lục chiến riêng biệt số 43 của Nga đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công vào sân bay Saki ở Crimea. Ua Wire đưa tin ngày 14 tháng 1. Sân bay Saki đóng vai trò là căn cứ của Trung đoàn Hàng không tấn công Thủy quân lục chiến riêng biệt số 43 thuộc hạm đội Biển Đen của Nga. Ngoài ra, theo một số báo cáo, ba quân nhân Nga khác cũng đã thiệt mạng cùng ngày với ông cheno Thông tin trên trang web Mirot Roves của Ukraine cho biết, ông Cherno sinh ra ở Crimea vào năm 1985. Sau khi được đào tạo tại trường hàng không quân sự cấp cao Krasnodar, ông có quốc tịch Nga vào năm 2007. Sau đó, ông làm phi công cho các máy bay Su-24, Su-30SM trong các đơn vị công quân của hạm đội biển đen Nga. Sau đó, ông trở thành phi công phi đội tấn công tại Trung đoàn Hàng không tấn công ở sân bay Saki và từ năm 2023, ông được bổ nhiệm giữ chức phó chỉ huy trung đoàn. Vào ngày 6 tháng 1, sân bay Saki ở Crimea bị tấn công, khiến các hệ thống phòng không trên bán đảo này bị kích hoạt. Lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo rằng các radar và kho đạn dược của Nga đã bị phá hủy tại Saki nơi đóng quân của Trung đoàn Hàng không tấn công của Lữ đoàn Thứ quân lục chiến riêng biệt số 43 thuộc hạm đội Biển Đen Nga. Trong một diễn biến mới nhất, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 15 tháng 1 cho biết, trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã thực hiện các cuộc tấn công trên 7 mặt trận, tiến hành 7 cuộc tấn công hỏa tiễn và 60 cuộc không kích trong ngày, cũng như bắn 64 phát từ các hệ thống hỏa tiễn phóng lạc Krat MLRS vào các vị trí và khu định cư của quân Ukraine. Chưa hết, tổng cộng đã diễn ra 94 cuộc đụng độ giữa quân đội Nga và Ukraine tại đường liên lạc trong ngày. Trong đó, hai mặt trận nóng nhất là Ajivka và Marienka. Trong khi đó, về phần mình, suốt 24 giờ qua, máy bay của lực lượng phòng vệ Ukraine đã tấn công 4 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của Nga. Lực lượng phòng không Ukraine cũng đã phá hủy một hỏa tiện dẫn đường KH-59 của đối phương. Lực lượng hỏa tiễn và pháo binh đã tấn công 3 cụm nhân sự, vũ khí và trang thiết bị quân sự, một cơ sở phòng không và hai kho chứa của quân Nga. Theo một báo cáo địa phương, Nga đã thả hỏa tiễn Caliber xuống lãnh thổ của mình hai lần trong một ngày, thưa quý vị. Kênh tin tức Astra Telegram của Nga đưa tin, các hỏa tiễn đã rơi xuống khu vực Krasnodar, nằm ở khu vực Batkavskaz ở miền nam nước Nga vào ngày 13 tháng 1. Đã có nhiều sự việc được báo cáo trong những tuần gần đây liên quan đến việc quân đội Nga vô tình thả đạn và hỏa tiễn vào dân thường của mình. Astra đưa tin dẫn nguồn tin từ cơ quan dịch vụ khẩn cấp của khu vực. Hỏa tiễn Caliber đầu tiên của Nga đã rơi vào khu vực giữa các làng Balovskaya và Atamanskaya vào buổi sáng, và quả thứ hai rơi xuống một cánh đồng vào buổi tối, không gây thương vong hay thiệt hại, theo tin từ nhà phân tích quân sự Matif và các nhà phân tích từ nhóm tình báo xung đột. Tờ Moscow Times đưa tin, đây ít nhất là lần thứ năm quân đội Nga ném bom nhầm lãnh thổ của mình kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Ngày 2 tháng 1, một hỏa tiễn của Nga đã rơi xuống một ngôi làng ở vùng Voronezh khiến 4 người bị thương. Trong một sự thừa nhận hiếm hoi, Bộ Quốc phòng cho biết một trong những máy bay chiến đấu của họ đã vô tình nhắm mục tiêu vào ngôi làng này, làm hư hại ít nhất 6 tòa nhà thuộc sở hữu tư nhân. Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một miệng hố lớn trên mặt đất do một vụ nổ gây ra và các mệnh vỡ vương vãi khắp nơi. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 2 tháng 1, khi một máy bay của lực lượng không quân đang bay qua làng Petropavlovka ở vùng Voronezh đã xảy ra vụ thả khẩn cấp đạn dược hàng không. Ở một nơi khác, tại Cộng hòa Nhân dân Lưu Hành tự xưng, nằm ở vùng Donbass của Ukraine, nhưng được kiểm soát bởi các cơ quan lập pháp do Điện Kremlin thành lập, một máy bay Nga đã thả bom xuống thị trấn Rubezhnoye vào ngày 8 tháng 1. Người đứng đầu khu vực được Moscow hậu thuẫn, Pechesnik, cho biết trong một bài đăng trên Telegram, khi các nhiệm vụ chiến đấu được thực hiện bởi máy bay của lực lượng hàng không vũ trụ Nga trên thành phố Rubesnoye, một vụ phóng khẩn cấp quả bom FAB-250 đã xảy ra và nói thêm rằng không có thương vong nào được báo cáo. Thưa quý vị, một vụ nổ đã được báo cáo tại một trong những nhà máy hóa chất lớn nhất của Nga ở khu vực Rostov, giáp biên giới Ukraine. Hãng tin Đông Âu Nesta cho biết trên Telegram hôm thứ Hai rằng người dân địa phương đã nghe thấy tiếng nổ trước khi đám cháy bùng phát tại nhà máy Kamensky thuộc sở hữu nhà nước ở thành phố Kamensk-Shaktinsky. Đây tiếp tục là một vụ nổ không giải thích được mới nhất xảy ra tại một cơ sở của Nga trong số rất nhiều vụ cháy bí ẩn ở Nga kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin tấn công Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Ukraine hiếm khi tuyên bố chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công trên đất Nga. Theo trang web của công ty, nhà máy này sản xuất các sản phẩm hóa chất chuyên dụng cho quân đội Nga nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước. Hãng tin AFP đưa tin vào năm 2021 khi một vụ hỏa hoạn ở đó gây ra nhiều thương vong. Các công nhân đã được di tản, Nesta đưa tin và đăng một đoạn clip dài 9 giây cho thấy những đám khói đen khổng lồ bốc lên trên không. Trang tin mô tả cơ sở này là tại một trong những doanh nghiệp hóa chất lớn nhất ở phía nam Liên bang Nga. Ban quản lý nhà máy hóa chất phủ nhận báo cáo về vụ nổ tại cơ sở, hãng tin địa phương Don 24 đưa tin. Người phát ngôn cho biết, tất cả các báo cáo từ các nguồn không thân thiện đều sai sự thật, đồng thời cho biết thêm rằng nhà máy đang hoạt động bình thường và chính quyền sẽ làm mọi cách để bảo đảm doanh nghiệp tiếp tục hoạt động như bình thường. Vào tháng 8 năm 2023, một hãng tin độc lập của Nga cho biết, số vụ nổ ở Nga đã tăng gấp 4 lần vào năm 2022, năm mà tổng thống Vladimir Putin phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Verska, một tổ chức tin tức được thành lập ngay sau khi chiến tranh bắt đầu, đã trích dẫn số liệu từ Bộ tình trạng khẩn cấp Nga để tuyên bố rằng có tổng cộng 83 vụ nổ xảy ra ở Nga vào năm 2022, gấp hơn 4 lần con số được ghi nhận vào năm 2021 là 20 vụ nổ. Theo công bố, vụ nổ trên đất Nga năm 2022 đã khiến 55 người thiệt mạng và 10.647 người khác bị thương. Tờ báo này đưa tin số vụ nổ hàng năm ở Nga không vượt quá 20 vụ trong 10 năm trước đó bất chấp các cuộc tấn công khủng bố và rò rỉ khí ga trong các tòa nhà dân cư. Nó cũng cho biết, trước năm 2022, số nạn nhân lên tới hàng trăm, chứ không phải hàng nghìn. Thảo Vi xin mến chào quý vị đang theo dõi chương trình luận đàm thời sự của The Saigon Post. Thưa quý vị, trong khi nhiều người trong chúng ta bắt đầu năm mới bằng pháo hoa, niềm vui và sự bầu bạn của những người thân yêu, thì người Ukraine phải đối mặt với các cuộc tấn công lớn từ trên không của Nga, những căn hộ tan hoang và cả cái chết của những người thân yêu của họ. Vladimir Putin quyết tâm đánh bại và tiêu diệt một Ukraine độc lập. Ukraine cũng quyết tâm chống cự không kém, nhưng các nền dân chủ còn lại trên thế giới quyết tâm đạt được điều gì trong cuộc đấu tranh mang tính quyết định thời đại này? Câu trả lời mà chúng ta đưa ra vào năm 2024 sẽ không chỉ định hình tương lai của châu Âu, nó cũng sẽ cho chúng ta biết điều gì đó quan trọng về sức mạnh tương đối của nền dân chủ và chế độ chuyên chế đầu thế kỷ 21. Để bắt đầu, chúng ta phải làm rõ tình hình thực tế ở Ukraine. Không có sự bế tắc nào có thể dẫn đến một cuộc xung đột đóng băng hoặc một giải pháp thương lượng như một số người phương Tây ngây thơ hy vọng Đúng hơn, chúng ta đang ở giữa một cuộc chiến lâu dài và phức tạp, có thể sẽ kéo dài ít nhất đến năm 2025, nếu không muốn nói là lâu hơn. Không bên nào bỏ cuộc, một trong hai vẫn có thể thắng, nhưng không phải cả hai. Putin đang khai thác tất cả lợi thế về quy mô, sự tàn nhẫn và chế độ độc tài ở trong nước, cũng như sự ủng hộ của các chế độ tương tự khác ở nước ngoài, bao gồm Iran, Triều Tiên và Trung Quốc. Bản thân Ukraine phải đối mặt với một số lựa chọn lớn, bao gồm cả việc có nên tuyển mộ một số lượng lớn thanh niên để tái tạo lực lượng đã cạn kiệt của mình hay không. Nhưng quyết định kết quả của cuộc xung đột sẽ là những lựa chọn được đưa ra trong vài tháng tới bởi các nền tảng dân chủ ủng hộ Kyiv. Hiện tại, người ta đang làm đủ để ngăn Ukraine bị đánh bại, nhưng chưa đủ để giúp họ giành chiến thắng. Vào năm 2024, Mỹ và phương Tây có thể cung cấp công cụ để Kyiv giành lại nhiều lãnh thổ hơn và thuyết phục Nga rằng nước này không thể thắng được. Đó là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình lâu dài. Ngay lập tức, chỉ trong vài ngày, điều này có nghĩa là sẽ có nhiều lực lượng phòng không hơn. Trong vài tuần nữa, điều đó có nghĩa là sẽ có nhiều hỏa tiễn tầm xa hơn, đặc biệt là hỏa tiễn Taurus của Đức và cả Attack MS của Mỹ, để Ukraine có thể tiếp tục đẩy lùi hạm đội biển đen của Putin và nhắm vào thành trì chiến lược và biểu tượng của ông ở Crimea. Tuy nhiên, như một nghiên cứu gần đây của Bộ Quốc phòng Estonia giải thích một cách chi tiết đầy thuyết phục, điều cốt yếu lâu dài cho chiến thắng của Kyiv sẽ là việc huấn luyện quân đội Ukraine sâu rộng hơn và sự gia tăng nhanh chóng đáng kể trong sản xuất công nghiệp vũ khí và đạn dược trong số 1 triệu quả đạn pháo mà EU đã hứa với Ukraine vào tháng 3, cho đến nay chưa đến 1 phần 3 đã được giao. Các nền dân chủ, không giống như các chế độ độc tài, không thể thực hiện điều này bằng mệnh lệnh. Hệ thống chính trị đa nguyên yêu cầu các nhà lãnh đạo của nhiều nền dân chủ quốc gia phải nhất trí về các mục tiêu chiến lược rõ ràng và thuyết phục cử tri, cũng như quốc hội của họ ủy quyền cho các biện pháp cần thiết ngay cả trước những biến đổi lớn có thể xảy ra trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của donald trump rõ ràng là hoa kỳ với tình trạng yếu ớt và mong manh của nền dân chủ sẽ không dẫn đầu bước thay đổi này do đó trách nhiệm thuộc về châu âu và vấn đề rốt cuộc là việc bảo vệ một số quốc gia châu âu các nhà lãnh đạo châu âu có làm điều cần thiết không hãy cùng xem những tin nhắn năm mới của họ ngay sau đây Thủ tướng Anh Rishi Sunak thậm chí còn không đề cập đến cuộc chiến khi ca ngợi những thành công của chính phủ ông, rõ ràng là nhắm vào cuộc tổng tuyển cử năm nay. Thủ tướng Đức Olaf Scholz chỉ đề cập sơ qua đến vấn đề này trước khi chuyển sang chủ đề thiên liên về nền kinh tế Đức. Thủ tướng mới của Ba Lan, Donald Tusk, dành toàn bộ nhận xét của mình cho việc khôi phục nền dân chủ trong nước. Trong khi tập trung vào chủ đề niềm tự hào của người Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron đã đề xuất tái trang bị chủ quyền châu Âu, bao gồm cả ngăn chặn Nga và hỗ trợ người Ukraine. Nhưng chính Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö mới là người đưa ra thông điệp quan trọng: Châu Âu phải thức tỉnh. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cũng thẳng thắn đáng ngưỡng mộ: Ukraine thiếu đạn dược, Châu Âu đã không cung cấp những gì cần thiết. Chúng tôi sẽ thúc đẩy sản xuất nhiều hơn ở Châu Âu. Việc này rất khẩn cấp và cả những chiếc F-16 của Đan Mạch sẽ sớm xuất hiện. Cuộc chiến ở Ukraine cũng là cuộc chiến đối với châu Âu mà chúng ta biết. Đó là ngôn ngữ chúng ta cần. Khi bàn về khả năng lãnh đạo trong thời chiến, người ta luôn nhắc đến câu nói của Winston Churchill. Tôi không có gì để cống hiến ngoài máu, công sức, nước mắt và mồ hôi. Nhưng trong trường hợp này, máu, mồ hôi và nước mắt đều là của người Ukraine. Tất cả những gì còn lại Mỹ và phương Tây cần là suy nghĩ rõ ràng, quyết tâm tỉnh táo và phân bổ lại nguồn lực hoàn toàn có thể quản lý được. Hơn nữa, khoản đầu tư cấp thiết vào công nghệ quốc phòng sẽ tạo ra việc làm trong nước cũng như tăng cường an ninh của chính những quốc gia hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc chiến chống Nga. Vì vậy, việc đòi hỏi viện trợ mạnh mẽ hơn nữa cho Kyiv không có gì là quá đáng cả. Khoảng 30% khí tài tấn công của Houthi đã bị phá hủy sau khi hứng chịu đòn tập kích hỏa tiễn đầu tiên của Mỹ và đồng minh, theo quan chức Washington. Lực lượng Mỹ-Anh hôm 12 và 13 tháng 1 đã phóng hơn 150 quả đạn dẫn đường chính xác, tấn công khoảng 60 điểm phóng hỏa tiễn máy bay không người lái UAV của lực lượng Houthi tại Yemen, đòn đáp trả đầu tiên của Liên quân quốc tế do Washington dẫn đầu trước các cuộc tập kích gần đây của nhóm vũ trang vào tàu hàng ở Biển Đỏ. Hai quan chức Mỹ giấu tên cuối tuần trước cho biết các đòn tấn công của lực lượng Mỹ-Anh đã phá hủy hoặc gây hư hại cho 90% mục tiêu, xóa sổ khoảng 20-30% năng lực tấn công của lực lượng hào Houthi. Theo các quan chức, liên quân gặp nhiều khó khăn hơn dự kiến trong việc xác định vị trí các mục tiêu quân sự của nhóm vũ trang do tình báo phương Tây những năm qua không thường xuyên thu thập thông tin về lực lượng này. Sau khi xung đột ở giải Gaza bùng phát vào tháng 10 năm ngoái, Mỹ mới bắt đầu tăng cường theo dõi Houthi và đang xác định thêm các mục tiêu tiềm năng của nhóm để tập kích. Phần lớn khí tài của Houthi được đặt trên phương tiện di động, có thể dễ dàng di chuyển tới nơi an toàn trong thời gian ngắn, gây thêm thách thức cho liên quân trong việc nhắm mục tiêu. Một quan chức cấp cao của Ngũ Giác Đài cho biết, cuộc tập kích của Mỹ vào trạm radar của nhóm Houthi hôm 13 tháng 1 là đòn đánh bồi do mục tiêu này không bị hư hại nặng sau loạt vụ tấn công trước đó một ngày. Washington đang cân nhắc tiến hành thêm các đoạn đánh tương tự để tiêu diệt những mục tiêu chưa bị phá hủy hoàn toàn của Houthi, một số quan chức khác tiết lộ. Trước đó, phát ngôn viên Mohammed Abdul Salam của Houthi cho biết, loạt vụ không kích của Mỹ, Anh không gây ảnh hưởng đáng kể đến năng lực quân sự của nhóm. Lực lượng này cũng cảnh báo sẽ trả đũa mạnh mẽ, song tới nay mới chỉ phóng một loạt hỏa tiễn diện hạm ra biển đỏ không gây thiệt hại cho liên quân. Một số quan chức Mỹ cho biết Houthi đang đánh giá hỏa lực còn lại của nhóm trước khi vạch kế hoạch tấn công đáp trả. Một người khác nói, nội bộ Houthi dường như đang mâu thuẫn trong việc thống nhất cách phản ứng với liên quân. Lực lượng này gia tăng tập kích tàu hàng đi qua biển đỏ sau khi chiến sự ở giải Gaza bùng phát đầu tháng 10 năm 2023 để gây sức ép buộc Israel phải ngừng chiến dịch nhằm vào Hamas. Đồng minh của Houthi trong trục kháng chiến chống Tel Aviv ở Trung Đông. Houthi hôm 9 tháng 1 đã phóng tổng cộng 21 hỏa tiễn UAV vào tuyến hàng hải quốc tế ở Biển Đỏ, cuộc tấn công lớn nhất của nhóm từ khi xung đột ở giải Gaza bùng phát. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Galan thông báo quân đội Israel kết thúc giai đoạn tiến công cao độ ở miền Bắc giải Gaza sau khi đánh bại toàn bộ tiểu đoàn Hamas tại đây. Giai đoạn tiến công cao độ tại miền Nam giải Gaza sẽ sớm kết thúc, ông Jeff Galan ngày 15 tháng 1 thông báo, đề cập tới khu vực thành phố Khan Yunis, song chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể. Lực lượng phòng vệ Israel IDF ở miền Nam giải Gaza đang tập trung tấn công bằng lãnh đạo Hamas, lữ đoàn Khan Yunis của họ đang dần tan rã, ông Galan cho biết. Tại miền Bắc giải Gaza, IDF đang triển khai hoạt động với cường độ thấp hơn ở miền Nam giải Gaza sau khi đánh bại toàn bộ tiểu đoàn Hamas trong khu vực, ông Galan tuyên bố. Các binh sĩ Israel đang xác định những cơ sở còn lại của Hamas, hạ hoặc bắt các thành viên cuối cùng của nhóm tại đây. Ông Galan nói, quân đội Israel đang cắt đứt những con đường trên mặt đất và hầm ngầm dẫn tới thành phố Rafah ở miền Nam giải Gaza. Bộ trưởng Galan cũng cảnh báo tình trạng thiếu quyết đoán về chính trị có thể gây tổn hại đến tiến độ chiến dịch của IDF. Chính quyền tương lai tại giải Gaza phải đến từ khu vực này. Giải Gaza sẽ do người Palestine quản lý, ông Kala nói. Chiến dịch quân sự kết thúc phải đi kèm với động thái chính trị. Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào giải Gaza để trả đũa vụ tấn công hồi đầu tháng 10 năm 2023 của Hamas. Sau hơn 3 tháng giao tranh, ít nhất 24.100 người tại giải Gaza thiệt mạng, theo thống kê của cơ quan y tế địa phương. IDF ngày 15 tháng 1 thông báo hoàn tất trúc sư đoàn số 36 Ga'as khỏi giải Gaza để các binh sĩ nghỉ ngơi và tham gia huấn luyện, để lại 3 sư đoàn tham gia chiến dịch nhằm vào Hamas tại khu vực. Trong hơn 3 tháng chiến sự, sư đoàn 36 hoạt động ở miền bắc giải Gaza và nhận nhiệm vụ xóa sổ các tiểu đoàn Hamas tại đây. Sư đoàn số 162 Ha-Plada của Israel đang hoạt động ở phía bắc giải Gaza, được giao nhiệm vụ xác định hạ tầng của Hamas, hạ hoặc bắt các thành viên còn lại của nhóm. IDF đang triển khai sư đoàn số 99 tại miền trung giải Gaza và sư đoàn số 98 HS đang giao chiến tại khu vực thành phố Khan Yunis ở miền nam. Israel đang đối mặt với áp lực quốc tế nặng nề vì khủng hoảng nhân đạo và thương vong dân thường ngày càng tăng tại giải Gaza. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 15 tháng 1 nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo tại giải Gaza để bảo đảm đủ viện trợ đến nơi cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thả con tin và ngăn lửa xung đột lan rộng đến với những diễn biến leo thang ngày càng phức tạp ở khu vực Trung Đông thưa quý vị. Vệ binh Hồi giáo Iran thông báo tập kích cái mà họ gọi rằng loạt trung tâm gián điệp ở khu vực gần lãnh sự quán Mỹ tại Erbil, miền Bắc Iraq. Hóa tiễn đạn đạo được sử dụng để phá hủy các trung tâm gián điệp và điểm tập kết của nhóm khủng bố chống Iran tại khu vực vào đêm 15 tháng 1. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC ra thông cáo cho biết, đề cập cơ quan tình báo Mossad của Israel và nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Video trên mạng xã hội cho thấy khoảnh khắc nhiều quả đạn lao xuống, tạo ra những quần lửa và tiếng nổ lớn gần thành phố Erbil. Ba nguồn tin an ninh giấu tên cho biết, các vụ nổ xảy ra cách Erbil khoảng 40 km về phía đông bắc, gần lãnh sự quán Mỹ và nhiều khu dân cư. Một hỏa tiễn rơi trúng nhà quan chức tình báo cấp cao của lực lượng người Kurd, trong khi một quả đạn đánh vào trung tâm tình báo của họ, ít nhất 4 người chết và nhiều người bị thương đã được đưa đến bệnh viện địa phương. Hai quan chức Mỹ nói rằng không có cơ sở hạ tầng nào của Washington bị ảnh hưởng bởi đòn tập kích. Giới chức Israel chưa bình luận về thông tin. Iran có đường biên giới dài ở phía đông với Iraq và có ảnh hưởng kinh tế, chính trị đáng kể với nước láng giềng. Thành phố Erbil, thủ phủ khu tự trị Kurdistan phía bắc Iraq là nơi đặt lãnh sự quán Mỹ và căn cứ của những nhóm dân quân người Kurd được Washington hậu thuẫn. Iran từng nhiều lần tập kích mục tiêu ở vùng Kurdistan, vì cho rằng khu vực này là điểm tập kết các lực lượng ly khai và gián điệp Israel. Cuộc chiến tranh vệ quốc chống lại quân xâm lược thường được biết tới là cuộc chiến của toàn dân. Do đó, Phó Thủ tướng Ukraine Mikhail Fedorov cho biết mỗi người dân nước này cần tham gia sản xuất máy bay không người lái UAV mới có thể hy vọng lật ngược tình thế trước người Nga. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine Mikhail Fedorov khuyến nghị người dân nên tham gia các khóa học trực tuyến và bắt đầu lắp ráp máy bay không người lái UAV để phục vụ cho nhu cầu của quân đội Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga vẫn đang tiếp diễn. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Facebook vào hôm thứ Bảy, vị quan chức này nhấn mạnh mục tiêu sản xuất 1 triệu máy bay không người lái vào năm 2024 của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ thành hiện thực nếu có sự giúp đỡ của người dân. Máy bay không người lái cỡ nhỏ góc nhìn thứ nhất FPV đã trở thành nhân tố quan trọng trong các cuộc xung đột. Ông cho biết, vị bộ trưởng này cũng thông tin, kể từ khi chiến tranh với Nga nổ ra vào tháng 2 năm 2022, chính phủ Ukraine đã dỡ bỏ các rào cản pháp lý mà các nhà sản xuất máy bay không người lái phải đối mặt, đồng thời thúc giục các công ty nội địa tăng cường sản xuất loại vũ khí này dù ở xa tiền tuyến, mọi người dân đều có thể hỗ trợ đất nước gia tăng số lượng vũ khí này sau khi hoàn thành các khóa học hướng dẫn kỹ thuật lắp ráp máy bay không người lái FPV 7 in tại nhà. Ông cho biết, theo quan chức này, các khóa học trực tuyến sẽ cung cấp bài giảng, hướng dẫn của chuyên gia, những thành phần, công cụ và vật liệu cần thiết để chế tạo UAV, cũng như quyền nhận được sự trợ giúp, tư vấn của cộng đồng kỹ thuật. Một khóa học mới bắt đầu hai tuần một lần và hoàn toàn miễn phí. Ông cho biết, đồng thời tiết lộ về việc những người tham gia khóa học đã lắp ráp khoảng 100 máy bay không người lái và 80% trong số này hoạt động ổn định. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times vào tuần trước, đại tá quân đội Ukraine Ivan Pavlenko cho biết người Nga đang sản xuất rất nhiều máy bay không người lái và chúng đã trở thành mối đe dọa lớn đối với quân đội Ukraine. Bên cạnh đó, theo số liệu do các quan chức Ukraine tổng hợp, Nga đã mất thêm 5.000 quân trong tuần qua, khi lực lượng của nước này tiếp tục chịu tổn thất nặng nề trong cuộc xâm lược đang diễn ra. Tính đến Chủ nhật, 5.270 binh sĩ đã phải bị loại khỏi vòng chiến kể từ đầu tuần. Số liệu từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho thấy, 440 vào thứ Hai, 820 vào thứ Ba, 800 vào thứ Tư, 830 vào thứ Năm, 840 vào thứ Sáu, 700 vào thứ Bảy và 840 vào Chủ nhật. Con số thương vong chính xác của Nga vẫn chưa rõ ràng. Con số của Ukraine cao hơn các ước tính khác. Cuối tháng 10, giới chức quốc phòng Anh cho biết tổn thất của Moscow lên tới 190.000 nhân sự, bao gồm cả những người thiệt mạng và bị thương vĩnh viễn. Nhưng con số này không bao gồm lính đánh thuê của tập đoàn Wagner. Ngày 6 tháng 2 năm 2023, lần đầu tiên Ukraine chứng kiến tổng số thương vong của Moscow lên tới hơn 1.000 người trong một ngày. Con số thương vong hàng ngày lên tới 4 con số đã trở nên thường xuyên hơn trong vài tháng qua, đặc biệt kể từ tháng 10 khi Nga phát động cuộc tấn công vào Avdiivka ở khu vực Donetsk. Con số thiệt mạng đã lên tới đỉnh điểm là 1.380 vào ngày 19 tháng 10, và số liệu mới nhất theo Ukraine đưa thiệt hại của Nga lên tới 370.000 người. Trong khi con số thương vong chính xác của Nga vẫn chưa rõ ràng, Bằng chứng từ thực địa cho thấy quân đội Điện Kremlin đang bị bao vây bởi tình trạng vô tổ chức, dễ mắc phải những sai lầm chiến thuật và thiếu hụt trang thiết bị khiến tổn thất ngày càng trầm trọng hơn. Đồng thời, Ukraine đã có thể sử dụng hỏa tiễn tầm xa và máy bay không người lái để tấn công các mục tiêu trong khu vực do Moscow chiếm đóng. Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết 53 xe tăng Nga đã bị vô hiệu hóa trong tuần này. Họ thường xuyên đăng tải những đoạn phim ghi lại cảnh máy bay không người lái do Ukraine điều khiển thả chất nổ xuống xe tăng trong khi tổn thất về thiết giáp của Moscow đã khiến nước này phải dựa vào các phương tiện chiến đấu thời Liên Xô. Kiev cũng cho biết 58 hệ thống pháo binh của Nga đã bị phá hủy và 49 máy bay không người lái đã bị hạ gục. Trong một diễn biến liên quan, theo dữ liệu được các chuyên gia Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW phân tích, người Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới. Nhưng theo đánh giá sơ bộ, họ sẽ không thể đạt được những đột phá đáng kể về mặt hoạt động các nguồn tin nga khẳng định quân đội nga đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công mới trong những tuần tới ngay khi mặt đất đóng băng ở phía đông và phía nam ukraine Nhà phê bình văn học Nga và nhà lý luận lịch sử Sergei Boreslygin nói rằng quân chiếm đóng sẽ phát động một chiến dịch tấn công quy mô lớn ở Ukraine vào khoảng thời gian từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 sau khi mặt đất đóng băng và có thể sau khi quân đội Ukraine kiệt sức vì bảo vệ các vị trí của họ ở Avdivka và ở bờ phía đông trái của vùng Kherson. Ông cũng bày tỏ lo ngại Nga không có đủ nhân lực để thực hiện các hành động tấn công quy mô lớn như ông dự đoán. Một blogger quân sự Nga ngày 14 tháng 1 cho biết, số lượng quân Nga ở mặt trận cho phép quân chiếm đóng tiến hành các cuộc diễn tập chiến thuật địa phương, nhưng khó có thể có những đột phá đáng kể về mặt hoạt động. Ông cho rằng thời tiết băng giá đang ảnh hưởng đến hoạt động trên bộ, pháo binh và các hệ thống không người lái của Nga và Ukraine dọc toàn bộ mặt trận, đặc biệt theo hướng Kherson. Một blogger người Nga khác cho biết, cái lạnh đã ngăn cản quân đội Nga tiến hành các hoạt động trên bộ và tiến về phía bắc từ Verbovoy ở khu vực phía tây Zaporozhye. Bộ Chỉ huy tác chiến miền Nam Ukraine báo cáo rằng máy bay Nga không thể hoạt động ở miền Nam Ukraine do điều kiện thời tiết. Cựu Giám đốc Roscosmos Dmitry Rogozin cho biết, tiền tuyến ở khu vực phía Tây Zaporizhia đang ồn ào như tổ ong do số lượng lớn máy bay không người lái của Ukraine. Ông tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine đang điều động máy bay không người lái để tấn công mọi mục tiêu quan trọng ở khu vực phía Tây Zaporizhia và việc sử dụng nhiều máy bay không người lái của Ukraine đang gây khó khăn cho việc luân chuyển nhân sự của Nga đánh giá sơ bộ của isw là nhiệt độ dưới không ở ukraine có thể sẽ tạm thời cản trở các hoạt động ở mặt trận nhưng địa hình có thể sẽ trở nên thuận lợi hơn cho chiến tranh cơ giới hóa khi mặt đất đóng băng tuy nhiên các nhà phân tích tiếp tục đánh giá rằng quân đội nga có thể sẽ cố gắng duy trì hoặc tăng cường các hoạt động tấn công cục bộ ở miền đông ukraine cố gắng giành lấy và duy trì thế chủ động bất chấp điều kiện thời tiết mùa đông và điều kiện địa hình ISW cũng đánh giá rằng lực lượng Nga sẽ không thể đạt được những đột phá đáng kể về mặt hoạt động. Thưa quý vị, Phó Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức, người được đảng dân tiến cầm quyền chọn làm ứng cử viên Tổng thống, sẽ trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của hòn đảo sau khi dẫn trước trong cuộc bầu cử hôm thứ Bảy, một chiến thắng lịch sử thứ ba liên tiếp cho DPP và một chiến thắng có thể tạo tiền đề cho tiếp tục đối đầu với Trung Quốc. Đây không chỉ là chiến thắng của nền dân chủ Đài Loan mà còn là chiến thắng nổi bật trong chiến thắng của các nền dân chủ trên toàn thế giới. Các nhà lãnh đạo của các đảng đối lập chính của Đài Loan bao gồm quốc dân đảng KMT do thị trưởng thành phố Đài Bắc mới Hầu Hữu Nghị đứng đầu và đảng nhân dân Đài Loan TPP của Kha Văn Triết lãnh đạo đã thừa nhận thất bại trong các bài phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ trên khắp Đài Bắc một số phương tiện truyền thông địa phương cho thấy ông lại 64 tuổi, người dẫn đầu từ lâu trong cuộc bầu cử đã giành được hơn 40% trong số khoảng 13 triệu phiếu bầu được kiểm cho đến nay trong một cuộc thăm dò có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 70,6% ông Hầu nhận được 33% phiếu bầu, trong khi ông Kha đứng thứ ba với khoảng 26%. Đây là một cuộc bầu cử có ảnh hưởng lớn nhất ở châu Á trong năm nay. Một trong những vấn đề quan trọng đang bị đe dọa là Đài Bắc sẽ xử lý mối quan hệ với Trung Quốc như thế nào trong những năm tới, trong bối cảnh mối quan hệ xuyên ở biển ngày càng xấu đi và nguy cơ xung đột gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh, bất chấp những dấu hiệu ngày càng tăng cho thấy Mỹ có thể sẵn sàng bảo vệ nó. Ông lại đã thề sẽ hướng dẫn Đài Loan tăng cường quyền tự chủ và an ninh, thông qua quan hệ chặt chẽ hơn với Washington và các nền dân chủ có cùng chí hướng. Trong khi ông Hầu chỉ trích DPP vì đã gây căng thẳng với Trung Quốc và kêu gọi quay lại chính sách can dự với Bắc Kinh. Ông Kha thì tìm cách đặt đảng của mình vào giữa hai đối thủ, ủng hộ sự kết hợp giữa răng đe và đối thoại trong đối phó với Trung Quốc. Phát biểu với các phóng viên khi bỏ phiếu tại một phòng tập thể dục của một trường học ở thành phố Đài Nam phía Nam, ông lại nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc bầu cử này như một bài tập thể hiện nền dân chủ của Đài Loan. Ông nói, đây là nền dân chủ khó giành được của Đài Loan, tất cả chúng ta nên trân trọng nền dân chủ của mình và bỏ phiếu nhiệt tình. Về phần ông Hầu, ông kêu gọi người Đài Loan đoàn kết sau những gì nhiều người mô tả là một chiến dịch căng thẳng và phân cực. Tôi hy vọng rằng dù quá trình bầu cử có hỗn loạn đến đâu, mọi người sẽ đoàn kết sau cuộc bầu cử để đối mặt với tương lai của Đài Loan. Ông nói với truyền thông địa phương sau khi bỏ phiếu ở thành phố Tân Đài Bắc. Các chuyên gia đã nói rằng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sẽ là yếu tố then chốt trong cuộc bầu cử này, đặc biệt là ở những cử tri trẻ và lớn tuổi. Những người trẻ trong hai cuộc bầu cử vừa qua có xu hướng ủng hộ TPP. Điều này đã tăng cấp đôi các chính sách đối nội tiến bộ về mặt xã hội thu hút họ tuy nhiên vẫn chưa rõ liệu những cử tri này có một lần nữa nghiêng về phía dpp hay không vì nhiều người đã bày tỏ cảm giác mệt mỏi với hai đảng chính thống một tình huống có thể sẽ có lợi cho tpp mặc dù chỉ riêng các cử tri trẻ tuổi có thể không tạo ra sự khác biệt lớn cho tpp trong cuộc bầu cử tổng thống nhưng họ có thể đã cung cấp cho tpp đủ số phiếu để biến nó thành một lực lượng lớn hơn trong quốc hội một viện của đài loan viện lập pháp DPP đã chiếm đa số trong cơ quan lập pháp kể từ khi bà Thái lần đầu tiên đắc cử tổng thống vào năm 2016, giúp bà có thể dễ dàng thông qua các dự luật quan trọng thông qua quốc hội. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi trong bối cảnh có kỳ vọng rằng DPP có thể mất đa số vào tay Liên minh Quốc dân Đảng TPP. Cuộc bầu cử diễn ra chỉ vài tháng sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tổ chức hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tại San Francisco nhằm giảm bớt căng thẳng giữa hai siêu cường quốc, trong đó Đài Loan là trọng tâm chính của cuộc họp. Cuối ngày thứ Sáu, Bộ Quốc phòng Trung Quốc báo hiệu rằng việc tăng cường huấn luyện quân sự gần và xung quanh hòn đảo có thể sẽ tiếp tục không suy giảm người phát ngôn của Bộ Đại tá Trương Tiểu Cương cho biết, quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ và sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để kiên quyết đập tan mọi hình thức âm mưu ly khai Đài Loan độc lập và kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Khi được hỏi về những lo ngại rằng cuộc bầu cử có thể ảnh hưởng đến tiến bộ đạt được sau cuộc đàm phán biden xi tòa Bạch Úc cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ cuộc thăm dò người phát ngôn hội đồng an ninh quốc gia tòa bạch ốc john kirby cho biết đài loan có các thể chế dân chủ mạnh mẽ mà chúng tôi muốn thấy được thực thi chúng tôi muốn thấy các cuộc bầu cử tự do công bằng và minh bạch rõ ràng là chúng tôi không đặt cược theo cách này hay cách khác vào kết quả này điều đó tùy thuộc vào người dân đài loan nhưng tất nhiên chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ ông nói Thưa quý vị, quân đội Israel cho biết sư đoàn 98 và lực lượng không quân Israel đã ngăn chặn nỗ lực của Hamas nhằm vận chuyển vũ khí bằng xe tải cho các đặc vụ ở khu vực Khan Yudis. IDF cho biết sư đoàn 98 đã phát hiện hai đặc vụ Hamas đang chất vũ khí lên một chiếc xe tải và đã gửi định vị cho không quân tiến hành cuộc không kích. Chiếc xe tải đã bị phá hủy cùng với các đặc vụ đã chạy trốn đến một kho vũ khí gần đó. Cũng tại Khan Yunis, IDF cho biết lữ đoàn thiết giáp số 7 đã đột kích vào một trung tâm chỉ huy của Hamas ở thành phố phía nam Gaza, phát hiện vị trí một kho vũ khí. IDF cho biết quân đội đã thu giữ súng trường tấn công, súng ngắn, lựu đạn RPG và thiết bị lặn của lực lượng hải quân Hamas. Hai kho vũ khí nữa đã bị IDF phá hủy ở Khan Yunis và các kho vũ khí khác được tìm thấy trong nhiều tòa nhà khác nhau, bao gồm cả nhà của một thành viên Hamas, thông báo cho biết. Trong khi đó, ở phía bắc Gaza, IDF cho biết các binh sĩ giám sát đã phát hiện 5 thành viên Hamas trong khu vực nơi lực lượng mặt đất đang hoạt động và đã gọi một cuộc không kích tiêu diệt cả 5 người. Các quan chức Hamas chạy trốn khỏi Liban sau cái chết của chỉ huy cấp cao Aduri. Đài truyền hình Khan đưa tin, một số quan chức Hamas sống ở Liban đã trốn sang các nước láng giềng và các đồng minh khác sau khi phó lãnh đạo Hamas Saleh al-Aruri bị giết trong một cuộc tấn công được cho là do Israel thực hiện. Báo cáo cho biết, sau vụ sát hại al aruri ở Beirut vào ngày 2 tháng 1, một số quan chức Hamas đã chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, trong khi người phát ngôn của nhóm khủng bố Ghazi Hamas đã chuyển đến Cairo, Ai Cập và được cho là chưa có kế hoạch trở lại Liban. Vụ nổ giết chết al aruri và 6 quan chức Hamas khác được cho là do Israel thực hiện, trong khi các quan chức Israel từ chối bình luận thưa quý vị hôm chủ nhật chủ sở hữu tàu hy lạp cho biết thủy thủ đoàn trên tàu chở dầu bị hải quân iran bắt giữ trong tuần này do tranh chấp với mỹ vẫn an toàn empire navigation cho biết trong một tuyên bố rằng một cộng sự đã liên hệ với chính quyền iran và báo cáo rằng tất cả các thành viên thủy thủ đoàn trên tàu san nicolas đều an toàn và có sức khỏe tốt Công ty nói thêm rằng bản thân họ không thể liên lạc trực tiếp với thủy thủ đoàn 19 người của con tàu mang cờ quần đảo Mosul đang neo đậu ở khu vực lân cận cảng Bandar Abbas của Iran. Iran cho biết họ đã bắt giữ con tàu ngoài khơi Oman hôm thứ Năm để trả đũa việc Mỹ đánh cắp dầu từ cùng một tàu chở dầu, lúc đó được gọi là Suez Razan vào năm ngoái bởi Hoa Kỳ, truyền thông nhà nước Iran cho biết. Hoa Kỳ lên án vụ bắt giữ bất hợp pháp và yêu cầu Iran ngay lập tức thả con tàu và thủy thủ đoàn. Iran trước đây đã đáp trả bằng các biện pháp ăn miếng trả miếng sau khi bắt giữ các chuyến hàng dầu của Iran. Con tàu đã chở 145.000 tấn dầu thô ở Basra, Iraq và dự định đến Aliaga ở Thổ Nhĩ Kỳ qua kênh đào Suez. Công ty hàng hải Embraer của Anh trong tuần này cho biết, tàu chở dầu vừa được đổi tên gần đây đã bị truy tố và phạt tiền vì chở dầu Iran bị trừng phạt, vốn đã bị chính quyền Mỹ tịch thu vào tháng 9, Hoa Kỳ cho biết họ đã tịch thu tàu Suez Razan cùng với 980.000 thùng dầu thô từ vài tháng trước đó. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết vào thời điểm đó rằng dầu trên tàu chở dầu do Hy Lạp quản lý được cho là đã được quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran bán cho Trung Quốc. Ukraine sẽ không thể từ bỏ máy bay Liên Xô để chuyển sang sử dụng máy bay phương Tây chỉ sau một đêm, và các máy bay phản lực quân sự của Pháp có thể cùng tồn tại trên các sân bay Ukraine với máy bay của Mỹ và Liên Xô, người đứng đầu lực lượng không quân Ukraine cho biết hôm Chủ nhật. Kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, Kyiv đã thúc ép các đồng minh phương Tây cung cấp vũ khí và đạn dược ngày càng tinh vi, bao gồm xe bọc thép xe tăng, hỏa tiễn tầm xa và máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất. Những chiếc máy bay F-16 đầu tiên dự kiến sẽ đến Ukraine vào cuối năm 2024. Tư lệnh Lực lượng Mặt đất Ukraine hôm thứ Sáu cho biết, Kyiv cần thêm máy bay quân sự cho nỗ lực chống lại quân xâm lược Nga, chẳng hạn như máy bay tấn công A-10 Thunderbolt 2 của Mỹ để hỗ trợ bộ binh và máy bay có thể bắn hỏa tiễn hành trình tầm xa. Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Mitrov nói rằng, không chỉ A-10 của Mỹ, mà cả đi sao Mirage của Pháp cũng có thể được đưa vào sử dụng ở Ukraine. Vì vậy, cùng với F-16, MiG-29 cũng sẽ hoạt động trên bầu trời và có thể khả năng chiến đấu của máy bay ném bom Su-24M sẽ được tăng cường nhờ Mirage 2000D, còn máy bay tấn công Su-25 sẽ được tăng cường nhờ A-10 Thunderbolt 2, Oleg Shuk nói trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Mirage 2000 là máy bay chiến đấu phản lực thế hệ thứ tư, một động cơ đa chức năng của Pháp. Tất nhiên, ưu tiên hiện nay là F-16, phi công Ukraine đang được đào tạo lại. Tuy nhiên, các chuyên gia của chúng tôi cũng đang nghiên cứu các cơ hội khác để tăng tiềm năng chiến đấu của ngành hàng không nói chung. Oleksandr nói, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vào tháng 9 rằng ông đã đạt được thỏa thuận rất quan trọng về việc đào tạo phi công của chúng tôi ở Pháp trong cuộc trò chuyện với Tổng thống Emmanuel Macron. Ông không nói chi tiết về việc đào tạo sẽ được thực hiện, Pháp không có máy bay chiến đấu F-16 mà Ukraine gần đây đã được đăng Mạch và Hà Lan hứa hẹn. Nước này có máy bay chiến đấu Rafale do Pháp sản xuất và máy bay phản lực Mirage 2000 thế hệ trước. Một cựu thị trưởng tại Nga đang thụ án 12 năm tù giam vì tội nhận hối lộ đã được giảm án sau khi đồng ý nhập ngũ và tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine. Truyền thông Nga mới đây đưa tin, một cựu thị trưởng tại Nga đang thụ án tham nhũng vừa được giảm án sau khi ký hợp đồng tham gia chiến dịch ở Ukraine. Ông Oleg Gumenyuk, người từng làm thị trưởng thành phố Vladivostok từ năm 2018 đến năm 2021, năm ngoái bị tuyên án 12 năm tù giam vì nhận hối lộ 38 triệu rúp, tương đương khoảng 10,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông được trả tự do sau khi đồng ý cầm súng tham gia chiến dịch của Nga ở Ukraine, theo tờ Kommersant hôm 14 tháng 1, dẫn lời luật sư Andrei Kitaev của ông Gumaniuk. Luật sư này thừa nhận ông không biết ông Gumaniuk hiện ở đâu, nhưng nói thêm rằng thân chủ của mình được chỉ đạo phải báo cáo với đơn vị quân đội của ông ấy hôm 22 tháng 12 năm 2023. Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một người giống như ông Gumaniuk mang theo súng đứng giữa các binh sĩ khác. Trong một diễn biến khác tờ The Guardian ngày 15 tháng 1 đưa tin, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng Nga có thể đã thổi phồng đáng kể số người tham gia lực lượng vũ trang của mình. Theo đó, hôm ngày 11 tháng 1, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng 500.000 người đã nhập ngũ vào năm 2023. Có khả năng cao rằng con số đó đã bị thổi phồng đáng kể theo báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh. Trong nỗ lực đáp ứng chỉ tiêu tuyển quân, quân đội Nga từ tháng 4 năm 2023 đã cho phép học sinh mới ra trường ký hợp đồng với quân đội. Các dữ liệu do trang tin Mediazona và đài BBC Nga công bố cho thấy, ít nhất 5 binh sĩ Nga sinh năm 2005 đã thiệt mạng trong chiến sự. Nga chưa bình luận về những thông tin trên. Trong bối cảnh điện Kremlin không thèm che giấu tham vọng báo quyền của mình, Phía Thụy Điển cho hay đã bắt đầu đóng tàu ngầm để tuần tra biển Baltic nhằm bảo vệ biên giới phía đông của NATO khỏi các hoạt động hải quân có thể xảy ra từ Nga, Politico viết. Các tàu ngầm Diazen điện A-26 dài 66 mét mang tên pleking và Scanner sẽ được hạ thủy vào năm 2027 và 2028. Trước đây, việc chế tạo tàu, tàu ngầm mới nhiều lần bị hoãn lại, nhưng sau khi chiến tranh ở Ukraine bùng nổ, chính quyền Thụy Điển đã quyết định thay đổi chiến lược quốc phòng trong bối cảnh tình hình an ninh xấu đi nhanh chóng và tăng cường công tác này. Cựu chỉ huy tàu ngầm và hiện là nhà hoạch định hải quân Karls Gulenius nói rằng, với việc Thụy Điển gia nhập NATO vốn đã bị trì hoãn do sự chậm trễ từ Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary, liên minh này sẽ có mảnh ghép còn thiếu. Biển Baltic rất khó giải quyết trừ khi bạn có đủ kinh nghiệm cần thiết, và thực tế là một quốc gia có một khu vực này và khu vực này là sân sâu của họ đang gia nhập nato sẽ giúp giải quyết các vấn đề hoạt động dễ dàng hơn gulenius nói biển baltic được coi là môi trường hoạt động đầy thách thức vì nồng độ muối thay đổi ảnh hưởng đến hiệu suất của sóng siêu âm nó cũng nông và có lượng người qua lại đông đúc làm tăng nguy cơ va chạm Blinking và Skadi sẽ là những tàu ngầm đầu tiên được Thụy Điển chế tạo kể từ giữa những năm 1990, cùng với bốn tàu cũ hơn trong hạm đội của quốc gia Scandinavia này. Công việc này đang được thực hiện bởi Kockums, một bộ phận của nhà sản xuất thiết bị quân sự Thụy Điển Saab tại xưởng đóng tàu Kanskrona. Chúng tôi có lịch sử lâu đời trong việc chế tạo tàu ngầm, nhưng đây vẫn là một bước tiến lớn đối với chúng tôi. Giám đốc điều hành Kockums, Mark Wiksell cho biết, không chỉ Thụy Điển mà các nước Bắc Âu khác cũng đang cập nhật hạm đội tàu ngầm của mình. Na Uy gần đây đã đặt mua 4 tàu ngầm từ công ty Thyssen Marine System TKMS của Đức. Hà Lan đã nhận được đề xuất từ TKMS, Saab Kockham và Tập đoàn Hải quân Pháp về việc chế tạo 4 tàu ngầm. Đan Mạch, quốc gia đã loại bỏ đội tàu của mình vào năm 2004, đang cân nhắc liệu có đưa đội tàu này trở lại hay không. Việc mở rộng này sẽ phần nào thu hẹp khoảng cách với các hạm đội châu Âu lớn nhất của NATO, vốn cũng đang tiếp tục được nâng cấp. Sáu tàu ngầm lớp Barracuda mới đang được đưa vào sử dụng tại Pháp, trong khi hai tàu ngầm loại 212 nữa sẽ tham gia hạm đội sáu chiếc hiện có của Đức. Đến cuối thập niên này, Anh sẽ có bảy tàu ngầm lớp Astu và tám tàu ngầm lớp Todaro của Ý. Đầu tháng 1, chính phủ Thụy Điển và người đứng đầu quân đội đã kêu gọi người dân chuẩn bị cho một cuộc chiến có thể xảy ra. Quốc gia Scandinavia này đã khôi phục chế độ quân địch và tái vũ trang đảo Gotland ở biển Baltic sau khi Nga sắp nhập Crimea vào năm 2014. Trước việc Nga xâm lược toàn diện Ukraine vào năm 2022, Thụy Điển đã tăng chi tiêu quốc phòng thêm 30% và nộp đơn xin gia nhập NATO. Xung sao vì UFO xuất hiện trên bầu trời ở Trung Quốc Từ quý vị, người dân tại Bắc Kinh và nhiều nơi khác ở Trung Quốc phát hiện vật thể bay không xác định UFO trên bầu trời và hiện tượng này nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội. Tờ sao China Morning Post ngày 15 tháng 1 đưa tin, cư dân tại Bắc Kinh và nhiều địa phương khác ở Trung Quốc nhìn thấy vật thể bay không xác định UFO trên bầu trời đêm, trong khi một nhà thiên văn học cho rằng đó có thể là hỏa tiễn đưa các vệ tinh Stalin của Mỹ lên quỹ đạo. Hiện tượng bất thường vào tối 14 tháng 1 nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội tại Trung Quốc khi trở thành một trong năm chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo tính đến trưa 15 tháng 1 với hơn 900 nội dung đăng liên quan. Các nội dung xuất hiện trên mạng xã hội sau khi mọi người thấy và chụp lại ảnh UFO trên bầu trời vào khoảng 18 giờ ngày 14 tháng 1 giờ địa phương. Một cư dân Bắc Kinh mô tả đó là một vật thể giống đám mây đang di chuyển một người khác mô tả chi tiết hơn khi nói rằng thời tiết ở bắc kinh lúc đó rất quan đẳng không có mây và sau đó tôi thấy một vật thể phát sáng lờ mờ nhưng ánh sáng không nhấp nháy người này viết rằng vật thể phát sáng có ba nguồn sáng và có hình dạng giống như một tam giác cân đồng thời nói thêm rằng cuối cùng nó tan biến như sương mù và không để lại dấu vết ufo được người dân ở một số nơi ở trung quốc nhìn thấy bao gồm cả thành phố thiên tân gần đó cũng như tỉnh miền trung sơn tây và sơn đông ở phía đông Họ mô tả vật thể này là một quả cầu ánh sáng mù sương bay nhanh từ Tây sang Đông và không phát ra âm thanh. Nhiều người nhìn thấy nó lưu ý rằng không có đèn nhấp nháy nên khó có khả năng đây là một chiếc máy bay. Nhà nghiên cứu Vương Trác Tiểu tại Trung tâm Công nghệ Thiên văn thuộc Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh cho rằng đó có thể là hỏa tiện dùng để phóng các vệ tinh Starlink thuộc về công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk một hỏa tiễn Falcon 9 đã đưa 22 vệ tinh Starlink vào quỹ đạo tầm thấp từ căn cứ lực lượng không gian Vandenberg ở California, Mỹ vào lúc 3 giờ 59 phút sáng 14 tháng 1 giờ địa phương, tức 16 giờ 59 phút ở Bắc Kinh. Ông Vương cho biết, quỹ đạo của hỏa tiễn nghiêng 53 độ về phía nam và nó sẽ bay qua miền Bắc Trung Quốc ở nửa chặng đường, nên có thể nhìn thấy được ở Bắc Kinh và các thành phố khác vào lúc hoàng hôn hoặc trước khi mặt trời mọc. Ông nói rằng sau khi các vệ tinh Stalin được đưa vào quỹ đạo, Hỏa tiễn sẽ thải hết nhiên liệu dư thừa trong quá trình có thể phân tán ánh sáng, nghĩa là nó có thể tạo thành một đám mây xung quanh Hỏa tiễn. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã xuất viện sau quá trình điều trị bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Bệnh ung thư tuyến tiền liệt của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã được điều trị sớm và hiệu quả, tiên lượng bệnh rất tốt. Các bác sĩ tại Trung tâm Quân y Quốc gia Mỹ Walter Reed cho biết hôm 15 tháng 1, ông ấy không phải điều trị thêm đối với bệnh ung thư ngoài việc theo dõi thường xuyên phẫu thuật các tuyến tiền liệt. Trung tâm Quân y Quốc gia Mỹ Walter Reed cho biết thêm. Theo kế hoạch, ông Austin sẽ làm việc từ xa với quyền truy cập vào khả năng liên lạc an toàn trước khi quay trở lại ngũ giác đài. Phát biểu khi ra viện, ông Austin nói: "Tôi rất biết ơn sự chăm sóc tuyệt vời tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed và cảm ơn các bác sĩ, nhân viên y tá xuất sắc vì tính chuyên nghiệp, sự hỗ trợ tuyệt vời của họ. Khi tiếp tục hồi phục sức khỏe và thực hiện nhiệm vụ ở nhà, tôi mong bình phục hoàn toàn và trở lại ngũ giác đại càng nhanh càng tốt, người đứng đầu ngũ giác đại cho biết thêm. Bộ trưởng Lai Austin nhập viện để điều trị bệnh ung thư tuyến tiền liệt trong đợt khám sàng lọc vào đầu tháng trước." Sau đó, người đứng đầu ngũ giác đài đã thực hiện thủ tục phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, hay còn được gọi là phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt để điều trị ung thư vào ngày 22 tháng 12 năm 2023. Ông La Austin đã được gây mê toàn thân khi phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt, sức khỏe hồi phục bình thường và về nhà vào sáng hôm sau. Tuy nhiên, vào ngày 1 tháng 1, ông Austin tái nhập viện vì nhiễm trùng đường tiết niệu, gây tích tụ chất lỏng trong dạ dày, ruột và lên cơn đau dữ dội. Ông ấy được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Theo Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed, trong thời gian điều trị kể từ khi nhập viện vào ngày đầu năm 2024, ông Austin không rơi vào trạng thái bất tỉnh và không phải gây mê toàn thân. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là Austin được đưa vào Trung tâm Y tế Walter Reed vào hôm ngày 1 tháng 1. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng chỉ công bố với công chúng ngày 5 tháng 1 khi Lloyd Austin có thể tiếp tục thực hiện công việc của mình từ xa. Ba ngày sau khi ông nhập viện, tòa Bạch Ốc mới nhận được thông tin. Việc ông Lloyd Austin nhập viện diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông do cuộc xung đột Israel-Hamas, lực lượng thân Iran ở Yemen tấn công các tuyến hàng hải trên biển đỏ. Những lực lượng khác ở Iraq và Syria tấn công quân đội Mỹ bằng rocket và máy bay không người lái. Hôm ngày 4 tháng 1, Mỹ thực hiện cuộc khủng kích đáp trả bằng máy bay không người lái vào Baghdad, Iraq. Thưa quý vị, như chúng ta đã đề cập ở trên, ông Lại Thanh Đức, thuộc đảng tiến bộ dân chủ dpp cầm quyền đã giành chiến thắng bất chấp cảnh báo từ trung quốc không được bỏ phiếu cho ông tôi muốn cảm ơn người dân đài loan đã viết nên một chương mới trong nền dân chủ của chúng ta ông lại nói trong bài phát biểu chiến thắng của mình chúng tôi đang nói với cộng đồng quốc tế rằng giữa dân chủ và chủ nghĩa độc tài chúng tôi sẽ đứng về phía dân chủ Trước thêm cuộc bầu cử, Trung Quốc báo cáo ông Lại là một kẻ ly khai nguy hiểm, cho biết ông Lại sẽ là mối đe dọa đối với hòa bình trong khu vực nếu giành chiến thắng và gọi cuộc bầu cử là sự lựa chọn giữa hòa bình và chiến tranh. Dưới đây là một số phản ứng đối với cuộc bỏ phiếu quan trọng. Trung Quốc Đài Loan là Đài Loan của Trung Quốc, người phát ngôn văn phòng các vấn đề Đài Loan của Bắc Kinh, Trần Bân Hoa cho biết trong một tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã đăng tải, đồng thời nói thêm rằng DPP không thể đại diện cho dư luận chính thống trên hòn đảo này. Tuy nhiên ông nói thêm rằng cuộc bỏ phiếu sẽ không cản trở xu hướng thống nhất tất yếu của Trung Quốc. Trong khi Đài Loan đã tự trị từ những năm 1940, Trung Quốc vẫn tuyên bố chủ quyền đối với hòn đảo này và các vùng lãnh thổ xung quanh. Trần Bân Hoa cho biết cuộc bỏ phiếu sẽ không thay đổi bối cảnh cơ bản và xu hướng phát triển của quan hệ xuyên eo biển. Lập trường của Bắc Kinh về việc thực hiện thống nhất đất nước vẫn nhất quán và quyết tâm của chúng tôi vẫn như đá. Ông nói thêm rằng Trung Quốc kiên quyết phản đối các hoạt động ly khai nhằm mục đích độc lập của Đài Loan cũng như sự can thiệp của nước ngoài. Hoa Kỳ Tổng thống Joe Biden cho biết Hoa Kỳ không ủng hộ sự độc lập của Đài Loan sau khi được các phóng viên hỏi về quan điểm của Washington đối với cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan. Chính quyền Biden lo ngại rằng cuộc bầu cử, quá trình chuyển giao và chính quyền mới sẽ làm leo thang xung đột với Bắc Kinh. Trong một tuyên bố, ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chào mừng chiến thắng của ông lại Thanh Đức và ca ngợi hệ thống dân chủ và quy trình bầu cử mạnh mẽ của hòn đảo tự trị. Blinken nói thêm rằng Washington cam kết duy trì hòa bình và ổn định xuyên eo biển cũng như giải quyết các khác biệt một cách hòa bình, không bị ép buộc và áp lực. Nga Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết trong một tuyên bố rằng Moscow tiếp tục coi Đài Loan là một phần không thể tách rời của Trung Quốc. Moscow nhiều lần thể hiện sự ủng hộ chính sách một Trung Quốc của Bắc Kinh trong vấn đề Đài Loan. Liên minh châu Âu, một tuyên bố cho biết EU hoan nghênh cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan và chúc mừng tất cả các cử tri đã tham gia cuộc tập trận dân chủ này, nhưng không đề cập đích danh tân Tổng thống của quốc đảo. Tuyên bố của người phát ngôn của Ngoại trưởng EU Joseph Borrell cho biết, EU vẫn lo ngại về căng thẳng gia tăng ở eo biển Đài Loan và phản đối mọi nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng. Liên minh châu Âu nhấn mạnh rằng hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan là chìa khóa cho an ninh và thịnh vượng của khu vực và toàn cầu. Vương quốc Anh Ngoại trưởng Anh David Cameron chúc mừng tân Tổng thống lại thành Đức và cho biết ông hy vọng Đài Loan và Trung Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực giải quyết những khác biệt một cách hòa bình. Ông Cameron nói trong một tuyên bố: "Cuộc bầu cử hôm nay là minh chứng cho nền dân chủ sôi động của Đài Loan. Tôi hy vọng rằng hai bên eo biển Đài Loan sẽ tiếp tục nỗ lực giải quyết những khác biệt một cách hòa bình thông qua đối thoại mang tính xây dựng, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực hay ép buộc." Nhật Bản: "Nhật Bản chúc mừng cuộc bầu cử dân chủ được thực hiện suôn sẻ và ông lại giành chiến thắng." Chúng tôi hy vọng rằng vấn đề xung quanh Đài Loan sẽ được giải quyết một cách hòa bình thông qua đối thoại, từ đó góp phần vào hòa bình và ổn định trong khu vực. Bộ này cho biết trong một tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng Đài Loan là một đối tác cực kỳ quan trọng mà Tokyo muốn tăng cường hợp tác. Kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin toàn cảnh thế giới 24 giờ của The Saigon Post ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an. Thảo Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo của The Saigon Post.